Xin mến chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em xin hướng dẫn các bác một cách đấu dây loa New Trick. Như bác nào mua những cái con JBL712 hoặc là những cái con KP10 của em ấy, thì nó sử dụng những cái New Trick như thế này, New Trick như này các bác nhé. Đấy, thì nhiều bác hỏi em là cách đấu như thế nào, cách đấu như nào cho nó hợp lý. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip để mà hướng dẫn các bác kết nối cái jack New Trick này, nó có thể cắm được vào loa, vào cục đẩy các bác nhé. Thì nó rất là tiện, nó chỉ việc cắm vào nó xoáy ra thôi, gạt cái này thì nó xoáy ra. Thì đấu thì nó rất là đơn giản thôi. Khi nhận được cái này thì các bác tháo này ra giúp em này, đẩy, lấy tay đẩy xuống này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra mấy cái ốc tròn này các bác nhé. Ốc tròn này thì bây giờ chúng ta đấu như thế nào? Thì đầu tiên trên cái dây mình xử lý cái dây trước. Em đang sử dụng hai dây rất là to, dây điện này các bạn. Em cứ hướng dẫn trước để mua cái dây điện này, vì cái dây kia nó cũng như nhau thôi. Đấy, thì các bác để ý cho em, các bác cắt cho em này, nó tầm khoảng độ nửa nửa mini à nửa cm các bác nhé, 5 mini. Các bác cắt cho em. Tầm dây này em đang để là 1 cm. Dây này em đang để là 1 cm. Các bác chia làm đôi ra, các bác cắt là 0,5 cm, tức là 5 mm ấy. Đấy, 5 mm. Này thì các bác xoắn chặt vào cho em để cho nó đỡ tua rua ra. Tua rua ra là nó bị chập dây loa, chập dây loa nhiều cái cục đẩy nó không có bảo vệ thì nó sẽ chập công suất, nó sẽ hỏng công suất. Mà hỏng công suất thì thường chả ai bảo hành cho các bác cả. Đấy, đâm ra là các bác phải rất cẩn thận giúp em. Các bác nhìn vào những cái rắc này, nó có đánh dấu là 1 cộng và 1 trừ. Bên dưới là 2 cộng và 2 trừ. Thì như bình thường thì các bác cứ đấu vào cho em là 1 cộng và 1 trừ nhé. 1 cộng và 1 trừ. Các bác xoáy cái này ra giúp em này. Xoáy ra này. Đấy. 1 cộng và 1 trừ này. Đấy. Rất là đơn giản thôi, xoáy là một cộng, đây là cái một cộng và cái này là một trừ. Thì bây giờ ta sẽ đấu vào. Đó. Cắm vào thôi, cắm chắc vào cho đỡ tua rua ra các bác nha. Đấy. Cắm chắc, cắm ngập vào các bác nha, cắm ngập vào. Đấy. Cắm ngập vào như này, nửa cm thì 0,5 mm thì nó sẽ như là dân dã mình nói là nửa phân. Mình cứ cắt làm cho nó làm nửa phân. Đấy, đây. Đây là nửa phân các bác nhé. Cắt làm nửa phân. Nên em nói dân dã. Các bác cắm vào cho em thì nó sẽ cắm được vào hết. Đấy. Rất là đơn giản thôi. À quên. Cái điều quan trọng thứ hai là khi các bác vặn lên này thì các bác phải cho cái đít của nó vào. Cái đít xanh này. Cái đít xanh các bác phải luồn vào trước giúp em. Đấy, em quên luồn. Đấy. Thì vặn ra, xoắn lại cho nó đỡ bị chập dây loa, đỡ bị tua rua ra là dễ bị chập. Đấy, đút đút vào. Đấy, rất là đơn giản thôi, mình cứ đấu vào 1 cộng và 1 trừ. Cứ đấu vào 1 cộng và 1 trừ là ok thôi. Đấy. Để cho nửa cm thôi, năm nửa nửa phân, dân dân dã nói là nửa phân. Vặn vặn chặt các bác nhá, vặn chặt tay vào. Xong đấu xong các bác kiểm tra lại cho em hai kết nối này xem có dây tua rua nào ra không. Nếu có dây tua rua ra thì các bác phải chỉnh lại giúp em nhé, để chỉnh dây tua rua là nó sẽ bị chập dây loa đấy. Đấy, xong các bác luồn cái này vào giúp em. Khi mua cục đẩy mà nó không có cầu kia là em sẽ ví dụ như cục TCA 300. Ví dụ như là cái cục này TCA B300 này, Class D này. Hoặc là cái cục TCA 4600 của em ấy là nó không có cầu. Giờ nó dùng chuyên nghiệp hết rồi, nó không có cầu nên chúng ta phải dùng
cái rắc này. Em sẽ tặng các bác này, các bác khi khi các bác mua mua cục đẩy của em. Những bác nào mà không 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 những cái nào mà nó không hỗ trợ rắc rắc vặn kia thì em sẽ tặng cái new trick này. Đấy, đút vào thôi. Đút chắc vào. Để giữa khung này. Và chúng ta cho ở đây chúng ta vặn. Đấy. Rất đơn giản thôi. Rất đơn giản, làm sao cho vào giữa để nó kẹp cho chắc. Đấy. Làm cẩn thận nó tí. Những cái cục đẩy nó bảo vệ tốt thì không sao, nhưng nó bảo vệ không tốt nó chập dây loa là cháy cục đẩy các bác. Cháy cục đẩy thì không ai bảo hành cho các bác được. Đấy. Rất đẹp luôn. Đây một cục này em đã ấy sẵn nhỉ. Đấy. Thế thôi, thế này là cắm vào loa hoặc là cắm vào đẩy thôi, thế là xong. Đấy. Nó chỉ có thế thôi các bạn. Đấu vào cực A à, 1 cộng và 1 trừ. Thế là xong. Thế là cắm vào loa hoặc cắm vào cục đẩy, thế là dùng rồi. Đấy, còn đâu khi mà các bác đấu hai loa thì các bác đấu thêm vào cộng trừ 1 và 2 trừ và 2 cộng, thế là xong, thế là được hai loa. Rất đơn giản thôi các bác nhé. Đấy, rồi hôm nay video này thì em có hướng dẫn các bác về cái cách đấu new trick. Những cái này thì thật sự là nó rất đơn giản. Nhiều người cũng đã có video rồi nhưng mà nhiều bác chưa biết thì em hướng dẫn, còn nhiều bác biết rồi thì vui lòng cho em xin một like thôi. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào các bác.